Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm qua, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ khác, bầu trời nhiều mây, âm u, mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện cả ngày. Nguyên nhân gây ra thời tiết này là do ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm ở rìa phía tây nam khối không khí lạnh suy yếu. Trong ngày hôm nay, gió đông nam vẫn hoạt động mạnh. Vì vậy, tình trạng nhiều mây, sương mù và mưa nhỏ vẫn sẽ duy trì ở phía Đông Bắc Bộ trong sáng ngày hôm nay. Phải đến chiều thì mưa sẽ giảm dần, trời quang mây và hửng sáng hơn, với mưa giảm đôi lúc hửng nắng nhẹ, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều tại phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, dao động từ 25-28 độ. Riêng tại khu Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ sẽ cao hơn, ở mức từ 28-31 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo xa hơn, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ấm và ẩm cho đến ngày 20 tháng 3. Phải từ đêm ngày 20 sang tới ngày 21, thì một khối không khí lạnh từ phía Bắc có khả năng sẽ di chuyển xuống, gây ra mưa và khiến cho nền nhiệt tại Bắc Bộ nhanh chóng giảm xuống, trời chuyển rét. Dọc theo các tỉnh thành miền Trung trong 3 ngày tới, sẽ có thời tiết tương đối ổn định. Ở khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng, trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ ở khu vực này phổ biến ở ngưỡng từ 28-32 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ sẽ cao hơn. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn so với các tỉnh phía Bắc, dao động từ 30-33 độ. Ở phía Nam nước ta, thời tiết vẫn đang duy trì chuỗi ngày khô nóng. Khu vực Nam Bộ vẫn là nơi nắng nhiều và nhiệt cao nhất trên cả nước, với mức nhiệt trưa chiều dao động từ 31-34 độ. Miền Đông duy trì nắng nóng với mức nhiệt cao nhất dao động từ 35-36 độ. Thời tiết nắng nhiều, nhiệt cao khiến cho chỉ số tia cực tím tăng lên ở mức cảnh báo gây hại cao. Ngoài ra thì do trời nắng nóng kéo dài nên không khí tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều khô nóng, nhất là vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Trong ngày 18 tháng 3, trên tầng cao có nhiễu động nên trời sẽ nhiều mây hơn, có thể gây mưa trái mùa. Tuy nhiên sau ngày 18 tháng 3, hoạt động của nhiễu động yếu dần, đợt nắng nóng lại xuất hiện và có thể kéo dài đến cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 28-31 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa vài nơi,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, riêng vùng biển phía đông gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.